Xin chào toàn thể các bác đam mê chơi PCB trên toàn quốc nhé. Ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục giới thiệu cho bác về dòng kính ngắm nhanh laser con dán để dùng cho bác dùng những khẩu hạng ngắn nhé. Hoặc các bác chơi cờ ná, súng cao su, các bác muốn tham khảo cho mình một cái dòng kính bắn nhanh nhỏ gọn tiện lợi khi bác đi bên con mồi cự ly tầm 60 đến 70 mét thì có cứ alo trực tiếp về hai số điện thoại nhé. Và nhân dịp trong ngày hôm nay thì bên em sẽ có những món quà tri ân dành cho khách hàng đã ủng hộ bên shop. Khi bác mua những cái dòng kính bắn nhanh bên em sẽ tặng kèm cho bác thêm một quả pin sơ cua nhé. Một quả pin sơ cua, đấy, hàng Panasonic, hàng xịn sò, các bác dùng được gần một năm nhé. Đấy, với dòng pin này thì ngày hôm nay khuyến mại cho bác với dòng pin này giá sẽ là 50.000 một quả, bên em sẽ tặng miễn phí không tính tiền nhé. Đó, và đầu tiên em xin giới thiệu cho bác một cái dòng laser con dán nhỏ gọn. Đó, sẽ có chân dây 11 hoặc là 20. Đấy, bác nào mà dùng dây 20 các bác báo em nhé. Chân dây 20 sẽ trục của nó sẽ ở giữa, chính giữa như này. Đó, laser con dán sẽ đầy đủ cho bác là 4 quả pin này. Đấy, công tắc gà này và công tắc bấm nhé. Và tia hàng laser con dán này cực kỳ là nhỏ nhé, rất chỉa mảnh. Mẫu laser con dán có lục giác đi theo cho bác. Giá hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá là 250.000 nhé. 250.000 bên em bao ship toàn quốc nhé. Còn chân dây 11 nó sẽ lệch sang bên phải các bác nhé. Lệch sang bên phải, đây các bác thấy tia của nó rất chỉa tròn và rất chỉa nhỏ nhé. Đấy, tia cực kỳ xinh, các bác bên cam kết là chuẩn chỉ nữa nhé. Với dòng kính bắn nhanh laser con dán các bác nhé. Và sau đây em sẽ giới thiệu cho bác về dòng kính ngắm nhanh loại ống nhé. Loại ống thì dòng bút neo này thông số sẽ là 1x40 giờ C D. Đó, thông số 1x40 giờ C, có lắp chụp chỉnh sang trái sang phải đầy đủ cho bác nhé. Đấy, lắp chụp các bác tháo ra các bác chỉnh chống nhảy tâm cực kỳ tốt, chỉnh xong các bác lại vặn vào giúp em. Với dòng kính bắn nhanh loại ống hàng bút neo, đó, thông số 1x40 giờ C, ngày hôm nay các bác sở hữu cho mình giá chỉ có 350.000, bên em tặng kèm cho bác thêm một quả pin sơ cua nhé. Đó, và sẽ đầy đủ cho bác là lục giác và khăn lau kính. Còn bác nào mà mình dùng những khẩu tự chế, bác đang muốn tham khảo hay muốn mua thêm cái dây thanh dây dây nâng kính nhé, thì các bác có thể mua thanh dây tại video này. Đấy, thanh dây khi bác mua cùng kính ngắm nhanh giá chỉ có 100k thôi. Còn bác là mua lẻ thì vui lòng cộng tiền ship giúp em nhé. Đấy, là kính bắn nhanh loại ống thì nó sẽ có tâm đỏ và tâm xanh, nó sẽ có một tâm chấm thôi. Còn đây là một cái dòng kính bắn nhanh loại con dán các bác nhé. Với dòng con dán này sẽ nhiều chế độ tâm hơn, tâm sao, tâm cộng, đấy, tâm chấm đầy đủ cho bác tâm. Đấy, mà tâm của nó cực kỳ xinh nhé. Đấy, các bác thấy không ạ? Tâm đề em đang để chế độ tâm xanh nhé. Đấy, các bác bên cực kỳ chuẩn chỉ nhé. Đó, em sẽ test cho bác sang tâm đỏ. Đấy, tâm đỏ nó cũng rất chìa sáng các bác. Đó, mẫu kính bắn nhanh loại con dán ngày hôm nay các bác sở hữu cho mình giá chỉ có 400.000. Đấy, tặng kèm cho bác thêm một quả pin sơ cua. Đấy, trị giá 50.000. Đó là ba cái mẫu kính ngắm nhanh và mẫu laser con dán em muốn giới thiệu cho bác. Vậy bác nào muốn mua, đặt mua cho mình những cái dòng lựa được món nào, các bác cứ alo trực tiếp về hai số điện thoại bên shop. Thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo bên shop ạ.